xuống tới cái Dớn rồi. Dớn thì đặt cặp với sông từ đây dài lên trên luôn, tới cái đống chợ luôn. Ngay đây cái đống chợ. Giờ mình bơi vô. Bây giờ thì đang nước gồng, nó bà mấy cái Dớn lên á, mình dễ đổ. Ở trong đó gồng chứ ngoài đây nó cũng sâu quá, ngoài đây nước sâu. Giờ đang thuận nước mấy chú cũng đi cầu cá. Rồi tới cái Dớn rồi. Mấy cái Dớn thì đặt cặp ở ngoài cái mé sông lớn. Bây giờ đang nước gồng, nước nó cạn. Chú nước gì mình sẽ dễ đổ hơn. Dớn đông gồng. Có không chị? Ủa có cá nè. Tháo cái này ra trước nè. Cá là kiếm nó chết nè. Nắm cái tự đằng kia giữ nè. Cái Dớn này cặp cái đống chà luôn. Ủa cá nó không ngợp mấy ngày không dở, mấy ngày không có dở, có cá chết đóng gồng. Rồi có con tôm kìa. Ủa tôm nhảy kìa. Nên nó vô thôi. Trời ra sao quá. Ủa con tôm bự kìa. Ồ chúng ngay cái đạn cá ủa cá rô phi phải không? Rô phi con. Nguyên một bầy luôn. Được một con cá linh. Để em bao là mấy con tép với cá lồng tông mình thả mấy cái cô phi nhỏ đi. Dính nguyên một bầy cái cô phi con luôn. Ồ sóng đánh. Đổ dập dập luôn. Mấy cái này thả hết hả chị? Thả. Dần tôm nhảy thôi. Được có con tôm, tôm càng. Nguyên dạng cái cô phi con luôn. Thả nó cho nó lớn lên. Cái đống chả dính tôm. Ồ, cá lồng tông. Để cái bầu lên ở đây cứ nghe xong chị đi bộ lên luôn hả chị? Ừ. Có bông lục bình nữa kìa chị. Cái này có bông lục bình nè, bông lục bình nhiều rồi nè. Lúc trước ít bông giờ nhiều bông. Nguyên cái dãy Dớn đặt cặp cái mé sông lớn luôn. Giờ này nước gồng mình dễ thăm. Hồi đó lội ốc nổi luôn. Nước đó mùa nước nổi nhiều quá. Lúc luôn, lúc đầu luôn. Giờ đỡ, nước gồng dễ thăm. Có cá gì không? Mình thấy có con cá linh kìa. Bầu giữa có không? Chỉ có lộn cái bầu giữa chưa? Có ấy rồi á. Vậy hả? Rồi. Gông không à?
Thôi được con cá. Cá rô phi, cái này nè, cá cóc gì vậy? Cá rô phi nhỏ quá hả? Để được, cái bọc này con, cái này có một con. Cỏ này thấy chắc nước rộng nó chạy không bằng nước lớn lúc trước ha. Nước nhiều á. Chạy không bằng nước nhiều. Đặt cái bầu giớn cho ngay lên. Đi dài tới luôn. Ngoài đây khoảng 7 cây giớn. Hai chị em mình đổ từ dưới dài lên trên luôn. Nước cạn nó bài bãi luôn. Em thấy con hến đó. Hến quá trời luôn kìa. Cái này tới mùa nước khô, mùa nước cạn. Nước rộng nó sẽ cạn bài bãi hết trơn. Căng cái bầu luôn. Có không chị? Chưa thấy. Vũ cái bầu từ đây ra dài nữa. Ôi. Đó nữa, em thấy cái đầu con cá bự cái gì á. Thấy không? Thấy con gì nè. Có cá gì bộn bộn đây nè. Ôi ôi. Cá bự cái gì á. Nhảy một cái đuổi luôn. Bớt được cái đống rồng. Trời ơi, cá gì bự lắm thôi. Ủa, con cá đưa hồng gì vậy? Phải không? Em thấy hồng hồng hơn cá đưa phi. Đưa hồng. Quay, từ từ nha. Cá hồng, nóng cái bầu lên. Ồ. Ồ, con cá nè. Hồng. Nay trúng mánh thì cá hồng. Con cá mừng. Bự hơn hai bàn tay em nữa. Cá hồng bành kia. Tét luôn. Đặt cái đông trà có lý. Gài lại, gài lại. Gài lại. Tiếp tục bê tới. Dở đây dài lên luôn. Đặt cái bầu lên. Cho cá nó chạy vô. Gài cái bầu vô thẳng thôi nha. Giờ này nước còn chảy xuống nước ròng. Cái này nghe ống bọng luôn hay nè. Cái đường nó sâu. Bầu này nó đóng gông nó nặng lắm luôn. Con cá nó nhảy.
Mấy cái giớn thì đặt suốt ở ngoài sông lớn luôn, lúc nào cũng đặt ngoài sông để kiếm cá. Có không? Ủa nó có cái gì kìa, cái sặc nữa. Con gì nó có gai nó đâm luôn á. Anh thấy còn sót đâu đoạn con nghe đó không cái gì. Nó cắn cắn phải không? Ai chết rồi, chết. Nè cầm đi chị Vũ luôn. Cái sặc. Ôi cái này nè dính quá chừng luôn. Gây vậy cái con Huy nó rồi. Đổ ra. Ủa có tôm. Ôi tôm. Ôi còn kìa, nguyên một bầy cá con nữa rồi. Cá con nay chạy dữ. Này có chừng cá con luôn rồi. Ủa con tôm càng. Bành kia luôn. Ừ. Hai càng quá trời bự luôn. Ui nhảy 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 nhảy. Chị để nhìn xong ra luôn. Có con cua đỏ nữa nè. Nó bị chéo cái bầu. Ngay rồi đó. Để bầu ngay, cá nó chạy vô. Tiếp tục dài lên, thấy giờ được tung gấp 4 cái. Sống đánh sống quá sống. Qua đây nước sâu rồi nè. Nó ngay đường nước nó sâu. Nè, thấy ngay đường nước á. Con gì? Ôi có con tôm kìa. Hôm nay chúng mánh tôm rồi, có tôm. Ở đây. Cái cây tưởng con cá. Con cá ngước coi theo. Thấy nó quậy tưởng con cá. Vậy cái giớn nó nặng lắm luôn, vũ nó nặng, nó thấm cái bã ra. Cái kia rồi. Để đem chút nha. Thôi thôi thôi. Con cá gì kìa. Ôi, cái trời. Con cá trời. Thôi, nhảy nhảy. Ôi, nhảy. Ôi. Lết vô. Chưa từ từ. Ủa không thấy nó luôn, nó đang hồi lùi, không thấy nó luôn á. Con cá chơi nè, cá bá luôn. Ủa cá chơi bành kia. Này chút cái rô kia non rồi. Chút lựa ra. Thả nó. Lại lên. Này chúng mến này có mượn rồi. Thấy nó cạn cạn gì tưởng nó không chơi không dính rồi đó. Này dính cá bự không. Thêm một bầy cá rô phi non. Này chúng ngay bầy cá nghi đạn luôn nè. Còn ba cái nữa. Lội dài lên luôn. Ở trên kia qua đây còn trên kia còn cái nữa.
mà nó muốn khô luôn à. Em thấy con cá nó ngát ngư rồi kìa. Ồ, nhóc cá luôn nè, cá nhỏ nhỏ. Có con tôm đó kìa. Ngay đàn rồi. Ngay đàn cá hơn. Cua phi con. Này chắc em vừa cho vô miếng nước quá à. Con cá đu hồng nó muốn chết nè. Để nước vô. Rồi chị hết nó đi. Nãy giờ cho nhiều quá, nhiều nó muốn ngất luôn rồi. Để nước vô. Ủa con cá này cái gì ta? À, nó chết rồi. Chết rồi. Thao chặt quá. Thao chặt quá. Sống đáng luôn nó kìa. Chưa ra chạy qua cái mông cống đầu luôn. Cái má dầu nó chạy sống dữ lắm. Đi tiếp tục đi tới. Còn cái cuối cùng. Thấy có cá chết luôn. Ui, sống đánh. Đánh y như trên bãi tắm cồn chứ. Đánh dập 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 luôn. Ồ, đây nó đóng bãi nhiều lắm luôn á. Cá con nhảy. Ủa cái này bả không mà thôi. Bả không hả? Ừ. Thì chút ra ngoài luôn kìa. Cái gỗ kia kìa. Ôi, chuyện cá nhảy. Ồ, nó thấy không? Quá trời bả luôn á. Con cá lồng tông bự. Con cua kìa. Này con cua vậy đỏ ha. Thả luôn nha. Tét nè, cá bóng. Không chưa gì mà trong đây nó lộn có cá bóng như trong đây nữa nè. Có cá bóng đen. Cá sơn nữa kìa. Chặt lên. Hai chị em mình đổ xong 7 cái vớn nè. Nay ra ngoài sông lớn mình đổ mấy cái vớn ngoài sông lớn. Dính cá bự không? Cá chơi rồi tôm càng nữa. Cá rô phi. Cá đu hồng. Ui, nhảy. Rồi, nhảy rớt cá cha. Cá cha con rồi. Rớt cá cha con rồi. Ôi, nó còn mạnh cùi cùi luôn á. Động nhỏ theo rồi mất mấy con cá này lên. Mai dính cá đu hồng. Ô, ô, nhảy nhảy nhảy. Quá quá. Ờ con cá. Nhảy luôn. Ô đầu em luôn. Chưa chưa chưa. Em thay trước, em thay trước. Cầm dơ hơi giờ không có cá ăn luôn. Ủa cá bự. Ủa hai con. Nhảy ghê thiệt chứ. Nhảy muốn đi điên luôn. Nè nè để tao vô. Để đi qua đây nè. Này giờ tôm nó hai chị em mình lội ra thả con cá nhỏ lại. Tép nữa nè. Chừng nhảy ra thôi. Ủa cá bóng đen bành kia luôn nè. Thôi mấy tôm thả vô luôn đi chị. Em sợ nó nhảy quá. Tép chút chân nè. Này mình thả xuống đây được cho nó sống. Ủa con cá kìa. Giờ mấy chị em lựa ra được mớ rồi. Chú băng dừa. Còn mấy con cá nhỏ này cô khi non mình thả ra lại. Thả lại cho mai mốt lớn bự. Ủa quá trời luôn kìa. Nguyên một bầy luôn kìa. Nguyên một đàn. Ôi con cá sơn lội nè. Cá bên.
quá trời luôn kìa, cá rô phi con đâu mà nay chúng nguyên bảy cá rô phi con luôn. Rồi về hả chị? Rồi đi về. Ồ, con cá nó nhảy động cá tôm luôn. Gì? Nay chúng mánh tôm à. Bữa nay thì hai chị em mình đi dở dớn ngoài sông lớn về rồi, hôm nay dính được mấy con tôm với con cá đuôi hồng bạnh kia luôn, với con cá chê nữa. Cá chê mình gọng lên rồi mình ăn sao. Con này hôm nay sẽ làm cá đuôi hồng nấu ngót, còn tôm này mình sẽ kho tàu. Nãy giờ Út Tho làm tôm, mình lấy cái tôm ra. Cái này chắc làm đâu được không, cá chua nhỏ nè, làm tư luôn, làm tư luôn. Chắc cà chua mini. Cà chua bi. Chút mình bằm một mớ nữa để mình khử cái nước. Củ hành trắng. Giờ bắt tỏi lên khử, cho cái đặc tôm vô. Bữa nay chị em nấu mỗi người một món. Út Tho sẽ làm tôm kho tàu, mình làm cá đuôi hồng nấu ngót. Cho có gạch gì hả con? Có màu, có màu vàng thôi. Mình thử củ hành cho nó vàng. Thử cho nó vàng, để tôm thả tôm đi. Wow. Này tôm to to không à? Được mấy con tôm càng bự. Cho cà chua vô. Cà chua này mình bằm nhuyễn. Cà chua nó sạt vào trong nước vô. Cho miếng thôi. Miếng thôi. Xíu nè. Dạ rồi. Rồi mình cho củ hành, cái canh tàu vô. Mình cho cái gốc trước. Rồi chín rồi mình cho cái lá vô. Tôm mình cũng sắc chín luôn, giữ tiêu vô. Cô chị ấy cứ xong luôn chưa? Để cà chua chưa? Được không, cầm cho. Được. Nhìn hấp dẫn. Quá trời màu sắc luôn. Cho này vô luôn. Màu đỏ, rồi màu hết xanh. Luôn hết luôn. Cái này là một chảo cá, chảo rau luôn. Cái này cần tàu với hành lá. Vừa hết thấy con cá luôn. Nhấc xuống liền đi là vừa đó. Hồi mình múc gan là vừa đó. Cá chín rồi. Đồ ăn thì hai chị em nấu cũng chín rồi. Hôm nay làm cái món cá đuôi hồng nấu ngót với tôm kho tàu với có một chảo cá kho tiêu nữa. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với gia đình của mình. Mời cha mẹ ăn cơm. Mời cha mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cô chú anh chị ăn cơm. Này có lẩu nữa. Mời cả nhà ăn lẩu. Cơm luôn, bún luôn. Cha ăn gì, cha ăn cơm không bún cha? Bún nè. Cơm đi. Ăn cơm. Bảo không bún phải không? Dạ. Này có Bảo luôn, Bảo là con của bà Sáu ở xóm kế bên nhà. Ngày nào cũng qua chơi với hai chị em hết trơn. Khoái anh hai lắm. Theo học nghề anh hai. Rồi chị Trang cho. Còn phải cái chảo gấp cái đầu ra cái dĩa luôn mà dễ ăn. Con cá quá chật bự luôn. Dạ.
Ồ, nó đã rồi. Cái đầu cá đuôi hồng. Rồi để mình ra mẹ đi. Con thôi ăn, mình ăn gắp con chảo. Rồi đó. Mà mới để vô cái dĩa thôi nè. Quá ngon. Ăn cho quá. Bảo nguyên khứa luôn nè. Cái này ưu tiên á. Còn em chị là nguyên cái nồi. Cái mời cả nhà ăn cơm nha, với gia đình. Mà món mới ngon quá. Cái đuôi hồng mà nóng ngót. Lần đầu tiên nấu luôn. Cái này thường là ăn nấu canh chua chứ nó lẩu quá chua cay. Cái này nóng ngót. Cho nó nhỏ xuống dễ ăn. Ăn nhiều vô nghe Bảo. Dạ. Ngày nào cũng qua kiếm anh hai chơi. Bữa nay nghỉ học không? Chứ chiều cũng nghỉ. Cái này có cần xào thơm. Nè cho ông ta nè. Ăn nhiều vô. Ngày no bụng luôn Bảo ơi. Bữa nay hên đi dở dớn giống cá tự không. Nước gầm nó khô. Nước này nó gầm khác chứ lắm. Nước gầm trên khô. Nước này mấy gầm. Nước lớn cái gì nữa. Cái này gầm gì đó. Cái gầm xanh xanh nè. Thơm lắm nè. Cái gầm này nó thơm. Tàu thơm. Cái này chan nước ăn bún cũng ngon hả? Ngon không Bảo? Ngon không Bảo? Ngon không? Ngon. Mai mốt qua chị nương chị thôi ăn nữa ha. Cho nước thêm kìa Bảo, cho nó nóng ngon. Còn nước không? Không trắng, mình chan vô thêm nữa. Ăn cái nào đó. Đầu cá béo, cá đuôi hồng này béo luôn. Đầu hên dính cá đuôi hồng. Đầu hồng ít cái dớn đó mà nó hên lắm nó dính. Mà sông lớn dính. Bảo học lớp mấy rồi Bảo? Lớp 5. 5. Có cà chua là nóng hả? Nóng luôn. Ý là biết cho nó thổi cho nó mà vẫn nóng. Nó là chan nước ngon. Nước nó chua chua. Có nặng hạnh, nó thơm mùi hạnh. Thơm. Thơm mùi chanh. Mà cá có đồ hồng quá sao ngon. Mùi chanh nhắn. Cái này có tí á. Cá đuôi hồng ăn ngon, cá đuôi hồng. Nó là ký mấy đó. Ký mấy. Bự lắm. Này cá đuôi hồng ngon. Chảo cá kho tiêu cũng ngon. Hả, à, dùm ăn á, tép á. Cá hồng tông với tép luôn. Thèm. Yeah. Cái đầu đó nó béo dữ dằn. Quá dài. Bụng quá dài. Dạ, video gia đình mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, bạn đã xem ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.